Thì mỗi đêm như vậy là mấy anh em chia nhau được là người cỡ nhiêu? Dạ 10.000. Cỡ bắt cỡ mấy chục con này mình nghĩ đúng không? 10.000 đó là mình để dành hay là mình đi học? Kính thưa quý vị khán giả, thì ở quê của Trọng thì thấy mấy đứa nhỏ nó đi soi đèn ngoài đường lộ á. Trọng ra Trọng xem, Trọng hỏi thăm thử là nó bắt cái gì thì mới biết được là mấy đứa nhỏ này nó bắt nhái. Thì Trọng mới hỏi là bắt nhái để làm gì, thì nó nói là bắt nhái để bán á. Mình bắt nhái mình để bán lại cho những người người ta đi lấy mồi cắm câu để nó lấy tiền đi học. Xong cho chồng thấy nó nói vậy nên là chồng muốn đi theo để chồng quay lại cho mọi người xem cái cảnh mà sinh hoạt của những đứa trẻ hiện nay đang sống ở quê, mà họ còn phải là vừa đi học rồi vừa đi tối lại, còn phải đi ban ngày thì đi câu cá, rồi ban đêm thì đi bắt nhái để bán để có thêm cái thu nhập để mình đi học, để có cái tiền ăn quà giặt đi học rồi để phụ giúp đỡ cha mẹ rồi các thứ. Thì giờ Trọng xin mời tất cả quý vị khán giả cùng theo chân Trọng để xem cái video, để xem cuộc sống của mấy đứa trẻ ở miền quê của Trọng như thế nào nha. Ủa mấy con đi bắt gì thì mà được nhiều không? Nhiều lắm. À, nhái này, nhái này là người ta mua về người ta ăn hay là sao? Cắm câu. Một con gì mình bán được nhiêu tiền? 1.000. Con ngàn. Mấy con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 13. Con Cường. Cường con 13. 10, con Tinh Long. 10 lòng. Dạ con Dư con 15 tuổi. Trời ơi thằng này 10 tuổi sao mà nó suy dinh dưỡng hay gì vậy? Rồi là bây giờ là thường thường là mấy con đi bắt nhái này là mấy giờ đi? Sáng mình bắt nhái là mình bán được một con 1.000. Thì mỗi đêm như vậy là mấy anh em chia nhau được là người cỡ nhiêu? Dạ 10.000. Cỡ bắt cỡ mấy chục con này mình nghĩ đúng không? 10.000 đó là mình để dành hay là mình đi học? Đi học. Rồi ban ngày á, rồi mình ngoài đi học ra, ban đêm mình soi nhái thì mình có làm thêm gì nữa không? Có. Làm gì? Dạ đi chém cá để bán. Ôi trời, chém cá để bán. Gì? Đi câu cá nữa. À, quý vị khán giả, cuộc sống của những cái em nhỏ ở đồng quê á thì thường thường là như vậy đó, tại vì Trọng cũng ở đồng quê rất là nhiều năm nên là Trọng biết là trẻ em mà sáng á, thì họ cứ đi học, ngoài cái giờ đi học ra thì nè ra đồng bắt cá bắt chuột, tối thì đi soi cá cắm câu. Nói chung là cái cuộc sống thì mấy mươi năm rồi, bây giờ mặc dù xã hội cũng đang phát triển rất là nhiều nhưng mà hầu như là bọn trẻ ở dưới quê á thì cũng giữ được cái nếp sống đó. Mọi người thấy không? Ban đêm như thế này nè, cho mọi người xem nha. Đây là cánh đồng lúa, bên này thì chưa cắt nha. Bên này thì cắt rồi. Đó, nhưng mà đây là cái đường mà ra giữa hai bờ ruộng á, rất là tối. Trong đây thật luôn, nếu mà các bạn không quen nha, đây, giữa đồng ruộng mà các bạn nhìn thấy có một cái cây hú hồn không? Đó. Nếu mà thật sự mình không quen á là mình không có dám đi ra như thế này đâu. Nhưng mà mấy cái bọn trẻ này đi á thì họ sẽ đi có nhóm á, đi từng nhóm từng nhóm. Hồi nãy chọn theo cái nhóm này chứ ngoài kia chọn còn thấy còn mấy người nữa đó, cái nhóm khác đi theo từng nhóm để kiếm tiền á mọi người, để kiếm tiền là ăn quà. Rồi thậm chí có những người mà hồi xưa nha, bây giờ thì khá hơn chứ hồi xưa mà thời của Trọng thì còn là đi cái làm kiểu này nè, còn để tiền mua gạo nữa. Còn bây giờ thì chắc cuộc sống nó cũng khá giả hơn, đỡ hơn hồi xưa, nên nó không có thiếu thốn cái vấn đề đó. Nên là mấy đứa nhỏ nhóc ở đây thì nó cũng đi thuộc là đi kiếm tiền để ăn quà. Nhưng mà phải nói là về bao nhiêu cái kỷ niệm trong mình á, về cái mình thấy mấy đứa nhỏ này cái mình cảm giác là bao nhiêu cái kỷ niệm nó tràn về. Mọi người thấy không? Đi làm rất là vui. Bây giờ là chú Trọng này với mấy đứa con là bây giờ là mình đi bắt thử nha. Đi bắt chú sẽ đi với mấy con đi bắt vòng vòng thử rồi mình có được nhiêu. Dẫn chú đi bắt với. Bây giờ đi ra đường bắt đi bắt đây, nãy giờ chú thấy không có nhiều. Đi.
Dính không con? Nhảy rồi. Trời ơi. Bỏ vô vô. Nè con bắt dính được con nhái nè mọi người. Bỏ vô coi. Đó, bắt được con nhái, bây giờ bắt được nhái cái nó bỏ vô cái chai, vui lắm. Đó. Dính không con? Rồi, dính. Mày dưới nó có đạp mẹ cô đầu à. Dạ. Rồi ơi, ăn cắt đây. Cô đồng, gặp cô đồng bắt luôn hả? Ý, bây giờ nè, lấy cái đồ đi soi đi. Soi cua đồng đi, mày soi cua đồng mày bán cho cậu. Mai tao nấu nồi canh cua đồng. Cua cái ao này nhiều cua lắm, mà sáng tao thấy nổi nhiều lắm. Nói được. Cái máy móc cua. Con biết làm cái máy móc cua. Bạn ơi, nhái nè. Như này. Nè mất bạn, các bạn. Hút. Hút nữa. Con nhái bơi giữa sông nó bị chìm ngấm gì. Để tôi gỡ lên lấy gì cơ. Con cua. Mấy đứa nhỏ này là quý vị khán giả, đi bắt nhái là bán, nhưng mà gặp cua là bắt cua nha, gặp cá là bắt cá. Gặp gì bắt nấy. Quý vị khán giả ơi, đây là video Trọng ghi lại cái cuộc sống của trẻ em ở quê của Trọng. Không biết quê của quý vị khán giả, của mọi người như thế nào, nhưng là quê của Trọng thì trẻ em là vẫn sống hồn nhiên như vậy đó. 12 tuổi, 13 tuổi, 15 tuổi mà tối vẫn ra đường đi soi nhái, soi cá, bắt cua, bắt ốc. Đi theo từng nhóm 4-5 người như thế này rất là vui. Không biết là ở quê các bạn như thế nào, chứ quê của Trọng thì từ hồi bé Trọng đã sống như thế này rồi. Nhưng ngay đợt này về thì Trọng thấy là mấy đứa trẻ nó cũng còn giữ được cái lối sống giống như hồi xưa Trọng sống vậy đó. Bao nhiêu cái kỷ niệm nó ùa về trong mình rất là nhiều. Không biết là mọi người có những cái kỷ niệm tuổi thơ như vậy không? Không biết là quý vị khán giả có từng trải qua tuổi thơ như thế này không, chứ còn hồi xưa Trọng đã từng trải qua tuổi thơ như vậy. Và hôm nay Trọng về, Trọng gặp lại một cái hình ảnh của mình hồi xưa, nên Trọng muốn quay cho mọi người xem. Không biết là có ai nhớ quê không ta? Thấy video hay thì quý vị khán giả nhớ cho Trọng một like, một share nha. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào con, từng một.